Tiếp theo cái video mà mình chia sẻ trước đó cho các bạn cách chúng ta thuê một cái VPS để chúng ta tạo một cái máy tính chủ mà một cái máy ảo để chúng ta đăng ký kiếm tiền với TikTok beta hay là kiếm tiền YouTube, chúng ta tạo ở kênh Mỹ hay là Anh, Pháp gì đó ha. Thì sau khi chúng ta đã tạo cái VPS thành công nó như thế này thì chúng ta xài cũng được nhưng mà nó rất là chậm, tại vì với lại nó phiền phức một cái mỗi lần chúng ta muốn xài chúng ta phải vào cái trang chủ của mình chờ và chúng ta bấm vào đây, chúng ta bấm vào cái quy cần search, chúng ta sẽ thấy một cái máy chủ thì nó sẽ mất công. Thì video tiếp theo này mình sẽ chia sẻ các bạn cách chúng ta để tạo cái phần mềm remote, chúng ta sẽ điều khiển từ xa cho nó tiện ha, chúng ta không có cần phải vào ở trang quân chờ nữa. Thì đầu tiên đây mình sẽ tắt nó xuống đi ha cho nó tiện. Thì đầu tiên đó mình sẽ vào cái phần mà cái kính lúp này nè. Nếu mà cái bạn xài cái nếu mà bạn nào mà có xài cái file show nào mà không có hiển thị kính lúp thì các bạn bấm phải chuột ha, bấm phải chuột, bạn tìm nó mấy cái mục này nè, cái click vô mấy cái mục này nó sẽ hiện lên thôi ha. Thì bây giờ mình bấm vô đây, mình bấm run để mình tạo cái mình tìm kêu nó ra cái thanh công cụ lệnh. Rồi khi ra cái bảng này thì mình sẽ gõ cái chữ đi vô, mình cũng không nhớ cái chữ nó là cái chữ gì nữa. Ở đây nè, ở đây cái chữ đó là L U S R M G R chấm MSC ha, thì cái chữ nó y chang vậy, mình copy đây cho nó lẹ, mình khỏi gõ, bát ở đây, ủa bát ở vô, ủa sao bát không được, không bát không được thì mình sẽ, nó không cho mình bát, L U S R, R gì nữa, cái chữ này không có đọc được. L U S R M G R mgr.msc, chúng ta sẽ ok tắt cái này đi này. Đó, bấm ok nó thì nó sẽ ra cái bảng này, chúng ta sẽ thay đổi cái password của cái username đăng nhập khi chúng ta cài win hồi nãy á, thì chúng ta bấm phải chuột, chúng ta new user. Nếu mà chúng ta muốn thay đổi cái ổ lộn cái này là tạo mới, để mình bấm, mình bấm trực tiếp vô luôn, mình bấm thẳng vô thì nó sẽ trong đây nó sẽ có những cái tên là những cái tài khoản mình đăng hồi nãy mình tạo là cái, bây giờ mình muốn đổi password thì chúng ta vào cái tên nào mình muốn đổi thì mình bấm sẽ phải chuột set password lại. Ở đây mình bấm rồi check ha, rồi save rồi check không biết nữa. Rồi mình nhập password đây, mình bấm ok là sẽ thay đổi ha. Thì cái này là mình không thay đổi tại password là mình nhớ, còn nếu mà bạn nào mà muốn xài sử dụng cho một máy tính mà nhiều người sử dụng để chúng ta có nhiều người để truy cập vào cái VPS đó, thì chúng ta sẽ tạo thêm cái người dùng thì bấm khoảng không là bấm phải chuột, bấm new user thì chúng ta sẽ đăng ký cái tên đăng nhập đây và hai cái password, còn hai khoảng trống này kệ bỏ ha. Thì chúng ta sẽ bấm vào đó, chúng ta tạo cái một cái tên cái tài khoản mới, còn không thì chúng ta sẽ giữ cái tài khoản này lại luôn ở đây. Thì chúng ta muốn giữ nó thì chúng ta sẽ có một cái remote để chúng ta điều khiển từ xa. Thì bây giờ mình sẽ nhớ cái tên này, chúng ta tắt đi. Chúng ta sẽ tìm tới kính lúp, chúng ta sẽ bấm chữ control, xong chúng ta tìm tới cái control panel, chúng ta bấm chữ system and security, tiếng Anh nói như gió luôn mà không hiểu với nó là nghĩ gì hết. Rồi system tiếp, system gì đó,
Rồi tiếp tục, đây là cái cấu hình của VBS của mình nè, nó chạy con đúng rồi, hồi nãy mình tạo lại con tạo cho các bạn cái clip trước đó là tạo cái con AMD, thì bây giờ mình tạo cái con mới là chạy con Xenon như thế nào à? Thì mình bấm tiếp cái này. Rồi chúng ta bấm vào remote. Chúng ta tìm tới hàng ở đây, chúng ta click vào đây. Thứ hai cái dấu tích này các bạn thấy dấu tích bấm select và user với lộn. Rồi nó ra cái bảng mới, chúng ta bấm chữ add. Tại cái VBS này hiện tại thì mình chưa có ấy thì nó đang rất là chậm nha các bạn, nó close ha. Thì mình bấm ghi tên mình vào. Đây, mình ghi tên mình vào. Sau mình bấm check name. Ghi cái tên. Rồi nó đã phát hiện ra một cái tên thì bấm ok. Bấm ok tiếp. Và bấm ok. Tại khi cái VBS chúng ta tạo ra thì nó hiện tại nó có hai con chuột, các bạn thấy nó hai chuột đó, chuột trước chuột sau nó chạy cái nó chậm rì ha. Thì bây giờ mình đã liên kết được với cái remote của cái máy tính để chúng ta sử dụng cho nó tiện, thì bây giờ mình sẽ tắt cái VBS, cái màn hình VBS này đi, nó không còn chậm nữa đấy. Ở đây là cái máy tính thiệt của mình và có những cái phần mềm mình đã cài đặt, còn cái máy tính VBS kia thì bây giờ mình sẽ gọi nó ra ha. Thì bây giờ trong đây mình nhớ mình copy cái IP lại trước, mình sẽ copy cái IP lại, copy cái IP của VBS lại ha. Mình sẽ tắt nó đi cho nó gọn, tắt này luôn đi. Rồi bây giờ chỉ còn một cái máy này không, mình sẽ gọi nó ra, mình sẽ bấm vào đây, bấm chữ remote. Ở đây các bạn bấm vào remote, các bạn bắt cái IP, bỏ cái IP này đi, IP cũ, bắt cái IP mới vô, đúng không? Cái IP cũ là cái IP hồi nãy, IP phải nó cũ tại cái này biết giống nhau không ta, nó cũng giống nhau thôi ta. Rồi bây giờ mình bấm connect, đây chữ tính, thì bây giờ mình nhập password vô. Rồi bấm ok, chúng ta phải nhập password cái tên đăng nhập vô nha. Rồi nó bấm đồ nó rồi yes luôn. Rồi chúng ta đợi một chút xíu để cho nó khởi động cái máy tính chúng ta. Thì hiện tại đây là một cái VBS, nó không có một cái gì hết, chúng ta sẽ cài đặt, tại vì cái máy này máy ảo ở đây không có gì hết. Chúng ta sẽ, thay vì chúng ta bây giờ chúng ta muốn cài đặt vào thì chúng ta sẽ bấm này, bấm chữ E ha, để chúng ta tìm tới một cái trình duyệt của nhà phát triển của Microsoft. Cái này thì nó đã khai tử rồi, nhưng mà cái bản ISO này đó, nó là cái bản cũ, bởi vì nó còn cái trình duyệt này. Thì bây giờ mình không có, nếu mà mình xài thằng này rất là chậm mà mình không thể nào mà thao tác nổi, thì cách hai thứ hai là mình sẽ download những cái icon, những cái trình duyệt này về, ví dụ mà download cái phần mềm Google Chrome nè, TVView, hay là nói chung là mình sẽ download toàn bộ máy, mình thích cái gì mình download về trước, mình download nguyên cái file vậy luôn. Rồi xong khi download về thì mình sẽ có những cái file nguyên vậy, mình sẽ copy nữa ha, mình paste qua rất là nhanh nha các bạn. Đó, mình paste qua xong mình cài đặt luôn. Trên đây thì mình sẽ cài đặt. Mình lưu ý là các bạn phải download nguyên cái cục file này về và các bạn chuyển qua mới được, chứ các bạn không thể nào các bạn cài đặt ở bên máy tính chủ và các bạn copy cái nguyên cái, các bạn copy cái cục này không là cái trình duyệt không là không có được nha. Các bạn copy qua không được, các bạn phải qua đây các bạn cài đặt mới được. Rồi các bạn đợi xíu để mình sẽ đứng lại, nó cài đặt hơi lâu xíu ha. Mình sẽ đứng cái video lại cho nó nhanh. Rồi xong rồi nè, khỏi đứng.
Thì bây giờ cái trình duyệt này nó đã xong rồi thì nó hỏi chúng ta cái này cái kia, rồi bắt đầu thôi. Nó sẽ hỏi lung tung beng thì kệ nó đi ha. Mình thì bây giờ mình sẽ thử, mình sẽ check cái IP, mình coi nó IP nó nằm ở đâu ha. Ví dụ như một cái VPS này, cái máy tính của mình thì mình đã sẽ check một cái IP, coi nó IP thực của mình là nằm ở đâu. What email IP. Thì mình bấm vào. Mình thấy nó đang là ở Sài Gòn đó các bạn. Đây, ở Việt Nam ha, Sài Gòn. Rồi. Thì mình tắt nó đi, mình sẽ vô cái VPS, mình sẽ tìm cái IP mình đang ở đâu. Đây, nó qua Mỹ, Los Angeles nè, thấy các bạn thấy nó đi qua Mỹ rồi. Thì hiện tại cái VPS này là VPS của Mỹ, thì chúng ta sẽ tạo cái kênh TikTok beta, kênh TikTok beta để chúng ta kiếm tiền, hoặc là chúng ta tạo một cái kênh YouTube ở Mỹ để chúng ta kiếm tiền cho view Mỹ cho nó nhiều tiền ha. Tại vì ở Việt Nam thì nó không có cho mình cái ở cái TikTok beta thì nó không cho mình kiếm tiền, thì bây giờ bắt buộc mình phải phát IP qua bên Mỹ mình chơi. Rồi, cái video này mình thấy cũng khá là dài rồi, mình sẽ tạm dừng ở đây. Cái video sau mình sẽ chỉ cho các bạn cái cách chúng ta tạo một cái tài khoản Topeta để chúng ta kiếm tiền ha.